Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shop.tng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Vậy là Gà Rán đã bắt đầu event để trả nhận free hai bộ trang phục dạ hội rồi đó anh em ơi. Về Victor thì vô cùng đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần điểm danh từ 14 đến 25, lấy 15 huy hiệu và đổi bộ trang phục nhá. Nhớ rằng vào ngày 16 và 17 các bạn sẽ được X5. Wow. Hai ngày đó các bạn sẽ nhận được tận 5 cái huy hiệu cơ. Như vậy là chúng ta sẽ nhận được tận 10 cái huy hiệu ở trong 2 ngày cuối tuần. Và chỉ cần thu thập thêm 5 cái huy hiệu là các bạn có thể đủ để có thể đổi cái bộ trang phục tuyệt vời này rồi. Và cái trang phục thứ hai của Tulen, đó là bộ trang phục dạ hội của Tulen nha anh em. Các bạn sẽ đơn giản hơn, đó chính là từ ngày 18 đến ngày 24. Hàng ngày anh em vào chơi một trận là các bạn có thể nhận được một cái vé AIC. Chưa kể là vào ngày đầu tiên tham gia từ ngày 18 đấy ạ, các bạn sẽ nhận được free một cái vé rồi. Và tham gia thêm, các bạn sẽ thừa ra khoảng vài cái vé đổi lấy mấy cái sao hộ mệnh các kiểu và bộ trang phục tuyệt vời của Tulen nhé anh em. Đó là hai bộ trang phục hoàn toàn free và hướng dẫn cách để nhận. Hy vọng có thể giúp ích cho anh em rất nhiều. Và ở trong trận đấu hôm nay, sẽ gửi đến đó chính là trận đấu của tứ kết ICP đối đầu với Nhật Bản. Trong trận đấu này tiếp tục là thao tay của tuyển thủ Cụ Rùa. Tại vì S biết rằng rất nhiều anh em thích đi rừng và thích lý giải về các vị tướng đi rừng để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm giúp các bạn có thể reo đanh tối ưu nhá. Nhưng mà bản thân S thì cho rằng ngoài vị trí đi rừng ra thì các bạn có thể đi rất là nhiều vị trí khác, chứ không nhất thiết là các bạn phải đi rừng đâu, còn rất là nhiều vị trí tuyệt vời cơ mà. Ở góc trái màn hình của anh em và cạnh cái cam của Thụ Rùa thì đó chính là phù hiệu trang bị cho anh em nhé. Về bảng ngọc thì như mọi khi thôi, đó chính là bảng ngọc xuyên giáp. Em có thể đọc qua như là công vật lý xuyên giáp, tốc đánh tốc chạy và công vật lý xuyên giáp. Ok, và em sẽ lý giải tại sao Phụ Rùa chúng ta lại lựa chọn cho mình đó chính là cái phù hiệu thần quang nhá. Tại vì ở thứ nhất ấy, phiên bản này làm phiên bản chuyển sinh gặp sự cố nên bên Thái Lan người ta cấm không cho tuyển thủ sử dụng chuyển sinh. Và thứ hai, tại sao không phải là ma chú mà lại thần quang? Anh em nghĩ rằng đây là một cái phép bổ trợ mới cho vị tướng Greenhack ư? Hoàn toàn không. Đây là một cái phép bổ trợ quá cổ và quá lâu được sử dụng rộng rãi ở bên phiên bản Đài Loan. Ở bên bản Đài Loan người ta sử dụng là thần quang chứ người ta không sử dụng là ma chú. Và bản thân S đánh bên Đài Loan ấy, thì đã test rất là nhiều lần với cái thần quang này rồi. Điểm đặc biệt và đáng sợ của thần quang chính là nếu Greenhack là một vị tướng rất là xanh, xanh lè, xanh lắt đấy, thì chỉ cần một quy thôi là đủ khiến cho thánh thuấn của tướng địch phải biến dạng nhá. Đó là lý do vì sao mà họ ưa chuộng sử dụng thần quang. Kể cả các bạn sử dụng chiêu 1 trước để cấu rỉa hay là vận dụng chiêu cuối thì thần quang đều mang lại một cái tác dụng không hề nhỏ. Và trang bị cho Cụ Rùa tận dụng cho vị tướng Greenhack này em có gửi đến cho anh em rồi đó. Đó chính là kiếm chi hồn này, đôi giày kiên cường và lối trang bị phun sát thương nhá. Một pha tranh chấp rồng. Rất tuyệt vời. Khả năng soi thương từ Greenhack rất là tối ưu cho vị tướng này để có thể gọi là sao ta? Tối ưu sát thương và ăn mục tiêu. Chẳng khác gì như là của Phoenix anh em ơi. Wow. Tuyệt vời. Một pha ùn đẩy rất hay từ Kiệt Anh. Đây là trận đấu thứ 3 ở trong khuôn khổ 7 trận đấu mà Việt Nam đối đầu Nhật Bản nha anh em. Liên tục cắp. Yeah, một pha trừng trị tuyệt vời. Ăn ngay mục tiêu của anh chàng Hippie. Để mà có thể end game sớm và lăn của tuyết hiệu quả, cách tốt nhất và tối ưu nhất là gì? Đó chính là cướp rừng đối phương nha anh em ơi. Đánh vào khiến các rừng đối phương bị thọt là cách tối ưu để giúp cho bạn luôn giành lợi thế và khiến đối thủ phải bó tay trước hàng loạt sát thương, hàng loạt lợi thế và rất là nhiều ưu điểm khác. Hàng ngon đi rồi, trời ơi. Sử dụng chiêu 2 khá nhanh của Mai nhưng mà sự phối hợp của Hippie, liệu Phụ Rùa chạy được không đây? Thật may cho Rùa đó chính là có liềm nha anh em.
Và Ad có gửi đến cho anh em đó chính là phù hiệu chuyển sinh cho anh em đó. Với phù hiệu chuyển sinh đó chắc chắn sẽ tối ưu cho anh em nhé. Còn nếu bạn nào mà ở phiên bản hiện tại các bạn đang đeo đanh đấy ạ, mà lại chưa quen sử dụng chuyển sinh. Chuyển sinh rất là mạnh với Kinect. Tại vì anh em biết rằng chất tướng của Kinect là phải phi vào, đúng không ạ? Mà khi các bạn phi vào, nguy cơ xác suất thất bại là rất là cao. Hoặc là có thể bạn hạ gục xong nhưng lại bị đồng đội đối thủ làm hành. Như vậy thì chuyển sinh là một cái phép bổ trợ rất quan trọng, đặc biệt là ở giai đoạn cuối game. Nhưng các bạn phải nhớ được rằng chuyển sinh thì có lý do của nó. Nó không quá imba. Tại vì sao? Ở đầu game thì hồi khá nhanh, nhưng mà càng về cuối game và thời gian trận đấu tăng cao đấy ạ, thì cái thời gian chuyển sinh lần đầu lên tận hơn 300 cơ. Và khi các bạn sử dụng chuyển sinh, phải sử dụng hợp lý, đúng thời điểm. Các bạn chết, các bạn chuyển sinh ra thì để làm gì? Thứ nhất là phải để tranh giành các mục tiêu như là rồng, tà thần hay là các pha giao tranh thủ đường quan trọng thì chúng ta mới nên sử dụng nha anh em. Chứ nhiều bạn sử dụng chuyển sinh mà cứ có là dùng, trong khi chết xong ra chả có gì để farm. Đó là một cái sự sai lầm khi các bạn sử dụng phù hiệu chuyển sinh nhá. Sức mạnh của cái nắc rất là mạnh ở đầu và giữa game. Hãy tận dụng cái thời điểm này để có thể tấn công đối thủ. Đương nhiên là về cuối game khả năng sức hoạt thương là có rồi, nhưng mà khi đó các chủ lực có trang bị anh em ơi, có các trang bị thủ như là liềm rồi giáp phòng vệ các kiểu nên rất là khó. Tuyệt vời. Rất là hay. Tiếp tục. Wow. Một pha triple kill cho cụ rùa. Thế nhận chỉ double kill thôi anh em ạ. Đây mới là triple kill. Đó là nhờ công của cho biết đã có thể dứt điểm được Tulen nhé. Lượng sát thương dồi dào, năng lượng luôn sẵn có và có thể đang chuẩn bị tiến vào cái bùa xanh của team bạn. Không, quyết định là lùi về thôi, tại vì đâu cơ ra rồi anh em ạ. Các quyết định húng chó luôn phải nhận lại sai lầm rất lớn. Anh em cần phải biết rằng cỗ rùa ở trong vòng bảng vừa qua đã có rất là nhiều pha đi cướp rừng bùa xanh tiên địch và phải bỏ mạng lại cực kỳ nhiều lần, không chỉ là một lần mà cũng phải 3-4 lần cơ, ở trong nhiều trận đấu khác nhau. Anh em nào mà xem vòng bảng đấy có thể xem rất là nhiều pha húng chó ở cụ rùa khi mà quác pha cướp bùa nhưng lại chỉ có một mình, đặc biệt là khi cụ rùa cầm lên đít nha. Sợ quá như vậy anh em ạ, sợ cụ rùa cầm lên đít cực kỳ luôn đấy. Đương nhiên là mình không đánh giá thấp con lên đít của cụ rùa, chẳng qua lúc đấy có thể là phong độ của cụ thì hơi cụ chuối một chút. Thành ra là cái nỗi ám ảnh 07 của cụ rùa cầm đít thực sự là khiến cho tất cả mọi người, đặc biệt là yêu quý các đội tuyển Việt Nam, hơi bị hoảng hồn. Rất hay. Vẫn là cho biết với các pha địa giam cực kỳ chất chơi và hiệu quả. Bản thân Ad là một người khá là thích chơi Badum nha anh em. Tại vì các bạn vừa có thể sử dụng chiêu cuối để mà trói một thằng, lại có thể sử dụng chiêu 1 để mà bắt nhốt một vị tướng khác, hoặc là dùng chiêu 1 để bắt nhốt vị tướng khác và dùng chiếc cuối để tóm thêm một thằng. Và sau khi giải quyết xong một thanh niên, chúng ta lại tiếp tục giải quyết một vị tướng khác của cái địch. Nói chung đấy là một cái bài mà Ad rất là thích khi mà sử dụng và cầm ba đùm nhá. Kinect thì các bạn tiếp tục là cài gần nhất, sau đây anh em cài máu thấp nhất và nâng max chiêu 1 nhá. Nếu các bạn chưa tự tin về khả năng trừng trị để mà tranh chấp mục tiêu của mình, có thể cài phần trăm máu thấp nhất. Nhưng mà Ad vẫn ưu tiên lựa chọn đó chính là máu thấp nhất hơn để có thể tối ưu cái nội tại của bạn nhé. Wow, toàn con mồi ngon thôi anh em ơi. Trời ơi, một rậm thôi anh em ạ, một rậm thôi, nguy hiểm thật. Thực sự hóa thần mất rồi, cụ đùa thứ 8, cái lượng sát thương quá kinh khủng. Đó chính là sức mạnh của thần quang nha anh em, cứ rậm là chết thôi, đáng sợ thật. Và khi mà các bạn đang xem clip này thì chắc hẳn cái trận đấu của Team Frat và HKA đang chuẩn bị diễn ra rồi. Và đôi lúc có thể là diễn ra một hoặc hai trận đấu nha anh em. Và anh em muốn Ad tiếp tục làm về tuyển thủ nào thì đừng quên comment. Nhiều bạn thì thích làm về Xuân Bách này, nhiều bạn thích làm về Pro E, rồi nhiều bạn thích làm về ADC. Nói chung là nếu có thể ấy, thì Ad rất là mong có thể làm cả 5 tuyển thủ và đặc biệt là Pro E nhá, tại vì ở vòng bảng chưa có trận đấu nào của Pro E cả. Đó là một sự thiệt thòi cho anh chàng trợ thủ số 1 hiện tại của chúng ta.
Cụ rùa đang thực sự thăng hoa với vị tướng Krynak này. Điểm đáng sợ của Krynak đó chính là khả năng dồn ra thương, đánh xoay quanh nội tại nhá. Chẳng khác gì là thằng Ngộ Không anh em ạ, cứ tung chiêu ra là chúng ta lại bọc thêm một pha nội tại, rất là đáng sợ. Và Krynak tương tự như vậy, nếu mà tung chiêu trùng tiêu, đó thả khả năng gây cái lượng thương rất là kinh khủng. Thực ra thì Krynak là một vị tướng được rất là nhiều anh em lựa chọn, cho dù là cao thủ thách đấu hay là các bậc rank khác nhau nha anh em. Nên các bạn đừng có bỏ qua vị tướng này. Nhìn vậy thôi anh em ơi, chứ hàng chất thực sự đó. Giá thì rẻ mà hiệu quả lại cao. Chẳng qua là nó không phải là một vị trí duy trì ổn định ở tất cả mọi giai đoạn trận đấu. Tức là ở đầu và giữa game là cái giai đoạn mà Krynak mạnh nhất. Về cuối game thì Krynak theo kiểu gọi là cảm tử quân, phải băng vào và bắt chủ lực địch, và sau đó có thể bị hạ gục thì đành chịu thôi. Đó là lý do vì sao mà người ta đi rừng thì thích đánh các vị tướng nó ổn định cân bằng, kiểu như xạ thủ hay là một vài vị tướng khác hơn. Ô trời ơi, xanh quá, biết phải làm sao anh em ơi, một rập thôi ạ. Rất hay, đó chính là cho biết Ek cũng rất là thích cầm ba Doom để mà khắc chế lại vị tướng đâu cơ như vậy. Cơ hội đây rồi. Một em, hai em, và wow, thật là tiếc cho cụ rùa chúng ta. Nếu pha đó cho biết có thể gọi là sao ta, một chút may mắn ở đó, có thể che chở hoặc là bảo kê thì biết đâu được, là có thể tạo ra một pha quét sạch, một pha quét dơ đi cũng được. Thực sự Krynak của Tuntro quá cứng rồi anh em ơi. 8.300 vàng, phút thứ 11. Quá vượt trội về vàng so với Hippie và đồng đội của anh ta. Sota đây rồi, người Việt thứ 6. Trận đấu gần như định đoạt rồi anh em ạ. Chẳng qua là chúng ta cần phải xem là team bạn có thể cầm cự đến phút bao nhiêu thôi. Nếu mà team Frat tiếp tục vượt qua HKA thì đội tuyển Việt Nam và IGP, sau đây anh em phải gọi là team Frat và IGP, chứ đây là hai đội tuyển Việt Nam nha anh em. Là người yêu Liên Quân thì S ủng hộ cả hai đội, chứ không riêng gì đội tuyển nào, thì có thể sẽ tái hiện một hôm chung kết của người Việt nha anh em. Một hôm gọi là hôm bán kết của người Việt. Tại vì đây là tứ kết mà anh em, đây là tứ kết nhá. Và team Frat đang chờ đợi, hy vọng có thể vượt qua một cách dễ dàng hơn so với IGP. Thực sự hôm qua IGP đã phải vượt qua một cái trận đấu khá là khó khăn anh em ạ. Thực sự rất là hoảng hồn khi mà tự dưng lại hai trận đấu đầu, và sau đó là cái trận đấu thứ 5 lại bị toang mất, và phải tiến vào cái trận đấu BO7 rất là cân não. Nhờ với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch không phải được kim vô địch mà gọi là có phải gọi là á quân đâu nhỉ anh em, gọi được phải không anh em, phải gọi là á quân đấu trường, có phải đấu trường danh vọng không ta, á quân đấu trường danh vọng với đẳng cấp của các tuyển thủ đứng đầu thế giới thì đã hạ gục được cuối cùng đội tuyển Nhật Bản và bước vào vòng bán kết. Thật tuyệt vời. Mặc dù tiên là vòng bán kết thì đó có thể là cuộc đọ sức của hai đội tuyển Việt Nam với nhau, nhưng không sao cả anh em ơi. Chúng ta sẽ lựa chọn ra đội tuyển xuất sắc nhất, cứng cựa nhất để có thể vào trận chung kết và mang lại vinh quang cho người Việt Nam của AIC 2019 nhé. Ok, cảm ơn anh em xem clip này. Đó là hai cách để nhận hai bộ trang phục free và màn hình thao tay của cụ rùa với vị tướng Krynak cực kỳ hot nhá. Anh em hãy vận dụng vị tướng này để có thể leo rank hiệu quả, và nhớ cổ động đội tuyển Việt Nam nhé. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay, và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.